tham khấn phù lộc và hồn kém hương bay qua mừng ông kệ năm ca ông kệ ơi chủ kinh linh kinh đã chúc tài hôn hiện ra khám qua phố nàng lùng cân nương nàng tẩy thấy nàng quân dâm là diêu vàng chết đa vị diêu vàng chết việt nàng mọi tì mọi cánh xa bay qua mọi cửa nhà con nằm khen hương quá lèo nỡ này lúc kiểu lâm chung bị say ai vẫn nay lâm nga là vàng say người minh chủ cung kinh qua bình quân con nam kiếm leo phạt sáu phát sùng sơn say sáu thầy sừng hỏi mọi văn lộ pháp con hiểu sẽ sang văn văn cả tinh chủ kinh qua bình quân còn nam là kinh leo ơi giờ này tăng cân dù chúc kỳ trình tha tăng cân dù ngày vàng trình kiền ơi lòng mơ này con hiểu xét sang chúng ta mơ còn nam xét sâu xét sâu na mi lộ lăng lăng xét sang bộ mi cầm lặng mơ lô ti ra mi câu sàn mà xin mi ngân chỉ cả hồng mi ngân xem quả pháp ơi pháp hậu xen số ti hơi cũng thông lô xây đường xét sang tăng hơ là cũng đầy xét khảy khảy cùng tan xả mau mau cũng tấn chỉnh sự lỗ pháp hậu bi giang chỉnh sự xây luồng hậu bị họ lỗ pháp hậu mi binh lỗ xây có tiền vì tiêm quả tu thể bạch ra lỗ mi mình qua còn dần chăm họ mọi sinh pháp phù mà xây luôn phù đây pháp bi ca sai phù tiền tiền binh ma du nữ phả ngõi long phát ngàn bình quân du nữ bân hù nà binh mà qua bắt đầu soi khoăn binh quân qua nam tạo đầu số pháp ơi mà chúc xây luôn ba ngày và ngày ngày đi tháng san đã mình là cái lắm cũng có tên mê ai mình tôi lủng tập kim mũ mê hả vừa đây à mình đang ngủ về đã xây tinh sinh tiêu ma nhưng mà tiêu ngũ vệ ông kế tôi lùng những kẹo kim ngũ thường thường là ông kế tôi lùng là nó nếu mà nó không ăn lợn là nó không ăn nó ăn là nó ăn bởi vì tên nó giống nhau nó là giống nhau mà lòng mơ này à ơi xét đâu đất thổ công tần lời đà son toàn son đà sử xét đâu bất mẹ hùng giang bất cha âu quảng giang á tài kỷ bà Nga này thứ mấy đấy? Bậc cha nhiệt sổ hạ xếp ép đi lên tội bằng con má kính khó khởi mân sinh à khởi mân à tài kỷ xưa kia má kính khẩu ư giang vẫn áo tài kỷ chứ chắc là lưu tài kỷ à tầm mơ nay à ơi chắc kế tài kỷ à chứ chắc sắp thêm khất mà chính chắc à cái lưu này mê cái nơi này bộ khất của mình mi chắc ra hơn trang đấy mình là đông đấy à lòng mưa này nam trai như đã số cô cha áo qua đang nghĩ đắm dặm sờ lắm sắt bờ dặm lắm đang bay mưa ăn tháng xa này xa hơi nát cả lỗ khái khẳng ông ngộ đạo quan xương à lỗ
Thầy khẩn hồng ngô đạo quan thương dù giá tiểu nhân là tiểu nhân tay chín tay cũng chín sấy à dù này mình chắc sấy hả bởi cũng chín tay ít cũng chín hơn sấy là nó sáu bảy cái củ là hơi đau xong rồi yếu nhiều khó thở nhất khó thở về chiều á ăn này ăn tháng san là khái khán mơ ngô đa quan sướng là nếu mà tỉnh ăn đô nắc là nhân nắc thần thí phần ấy ngô đa quan sướng là mình cần đau à ngô đa quan sướng là mình sấy thải sướng mình cũng là sướng ngô đa bộ đôi thải sướng mình thải chết một tiểu đoàn nó cũng gọi là cũng ngộ đạo quan sướng có nghĩa là sướng thải tập thể nè mình phải đau nè mình đau khớp này là cả đôi khớp nè đi là mình tính kì mi chắc tẹt giúp bà hơi phạm rồi na cả lâu áo khăn giả nga để bay mổ ra lo thì văn thêm sau này hết thế đi áo tú cái bay mổ áo khăn bay cái sỏi mổ mà là phạm rồi nắc nên phạm tôi được con à cứ nào bay hết ít lộ sở lâu con hậu tao ít tấm phạm của anh mạch mổ nào bây giờ rồi nắc ra ông kê được khải khẩn mơ ngô đao lao kê đó khẩn mơ mô tự nhiên tao cũng chế nên tao này nhục ra nông mưa này chẳng khải thì thông phu con ốc chẳng không mừng đây tê ông mà này thì ế hoi cái này hết khẩn hử tê hắn cùng phù sáng rồi đấy chẳng quá là hà lâm hứng ra sau này ánh sáng cầu từ hơi bóc cả đó nếu mà mi điều kiện phù hử bắn đấy đó sau này mình pet chết đám này phù văn hăng này mi cần áo chung văn sáng phù ánh sáng khẩu tém đám này soi ăn bồ năm tèo trình thầy ăn bồ năm này hơi bắt ra bồ năm này chính là phải tạt tèo ấy chào con gái năm mưa này đắm tổ hừ lan đầm cha hừ khẩu sám bạt câu lang hơi nắc nè tú này cắt cái câu lang đằng nhi ấy thôi phải cắt sám bạt tôi say ăn cô câu cô lang này nắc mà tú lính này tiểu câu đợi câu đáo đi cũng nắc tiểu tú chính này câu đào hoa sám tú này bấy tiêu câu sắp sửa to lùm đó mi cắt tên sáu này áo hơi lái khởi đó nha cắt cái đáy đáy này áo tắt sám thì bạt còn hơi mệt với long lòng mơ này nhất là tú nhì này mình câu ăn câu đáo đi đều cà phê ăn câu lách câu khoảng ăn câu lách câu khoảng đều cà phê câu đáo đi đi nhà người ta làm cái gì mình không thích ấy thì thành ra là cái tính của mình lại làm mình bỏ chồng ấy nó là như thế chứ không phải là tại người ta đâu tại mình phải cắt phải lại tú nhì bấy là đặt vé của mai lòng mơ này bao đầu óc trăng khải tì thông hứa thị kim chân này hà thích chất bia tôi cần nãy hoi cần kề mới tầm mi cải ăn mung lung hứa tại mung lung đó bà để khẩu ăn câu dở dáng lắm dở dáng lắm luôn sau này cải cũng mi đầy thì lâu ăn khắn cùng cái tiểu niến già văn hai hết thì văn hai hết hơn giả ngã mà xì hết thử giả này đầy là khăn tê tiểu niên rồi mệt xính rồi đòi lê đây già ông kêu hắn mi lê phủ sáng kêu nhà xỉu đai lê là cái thứ hả ý là phủ sáng nhưng mà phủ sáng kêu hết xỉu lê á na phủ sáng na phủ sáng kêu hết đai lê ạ nè mi lê phủ sáng nhưng mà tê bố mi đóng đinh mệt xính là tê ý là phủ sáng khẩu và vay đầy ăn sáng khẩu ăn bốn năm rồi mi tạt ta ăn đóng đinh đi tiểu ăn đóng đinh là bố mi nghĩa là em hỏi mi mú lẽo tèo cho bố mi long đinh tèo phải hết bát tế thì mất trong tên xỉu lê say ăn này sáu này phải ủ sáng trứng băng đóng đinh hửa ông vấy bây giờ không có bà nữa thì mình giả hai bà đi một con lợn thôi nhưng mà vừa làm được cả mê xính cửa hải mê xính sắc thao vừa hết để mê xính toàn xã hệ xóm mê
hết cái đấy thôi. Nắc ná nhất vẫn là giả ngá này cả. Xí tì bị xí tì hẳn đéo luôn. Dù tao cũng chìm. Dù phạm mộ lao kế. Dù tèo nhàng là ngô đao quán sướng. Mình tao cũng chìm chép khẩu hồ. Nếu bà này là nghèo mới đẩy dễ chính vào tao cũng chìm từ đâu lắm. Cũng chìm hơn say em. Chẳng mới chắc say hợp bồi em. Ý là số ép xíu hạ có mà cũng mà say anh tôi cũng chết nè. Nếu mà phải ăn mình hao yếu cả trùng hao ấy. Người ta cũng không phải là chủ yếu là chủ đích là thả vào mình, nhưng mà là cái bây giờ là nó nhiều cái chuyện như thế ở đấy, cái mệnh mình yếu là như thế. Là ngã mình chắc tôi đá dây cái này cũng hẳn mỹ ít bạc ra mừng sau này hết kể nốt đây, hết tìm cái sinh sụp đây nhá. Ít bạc ra mình phải tọt đấy. Sợ khởi bố mới khởi tô đá cho cái này lái bên này hả? Lăng này, sám tú này nhăn cắt cao rồi. Mình sai đài đi bởi vì là áo già tê không phải hẳn áo già. Xem này cắt năm lắng rồi mình sai đài đó. Cải phải đơ ta ý rồi đài đó. Mình sang áo mới cũng phải áo là lắm. Nói hôm nay xỉu đai lê, bên này sau này chắc hẹt từ nữ. Dạ ngá cũng đai lê. Mà dạ thả chết này cũng đai lê. Sau này nếu mà cân đai hẹt thì một cân ọc xe này tụi bán hữu cân đấy thôi. Chứ còn bán hữu cái đôi này mình đua nữa. Chẳng qua là bây giờ xem là xem ké vào thôi đúng không? Ông là áo khẩn câu vàng đéo phủ sáng bấy. Phủ sáng đéo này là tạt ăn bồ năm mẻ xinh bấy. Ăn bốn năm này cất lấy giá, ăn sáng khẩu rồi bóc nó lỗ. Sáng khẩu phản thừa, sáng chữ phản năm. Ăn bốn năm này cất lấy giá, nếu ăn sáng khẩu bóc. Cơn thao phải tạt tay bốn năm mươi chín đầy à? Bốn năm mươi là sắc khẩu sắc cái hí là gì vậy? Hào hẹt khả nói nhưng mà mi hử nó cú pha lòng kín, mi hử nó cú mi hử nó cú ạp lòng kín, mi hử nó cú bấn lòng nhầm à? Mi hử vai pha lòng kín lắm, lòng đúng không? Vai bấn lòng phải em. Cái nào nên pa vẫn tới vơ hết khẩn đấy. Này ăn được nhăn áo là. Tụi pan xả phải là hơi bốn mươi vai. Mẹ hẳn mẹ xinh mà vật bắn nhăn pa mô vai chết cây đấy mẹ hẳn ơi. Bỏi xì lắm. Đầy lắm. Kiểu hỏi xa thôi em đâu ạ. Xa. Phan này. Chắc cái sân này phải đa la thành cái cục bánh mà. Này có cái này hàng bánh nữa. Cái này bánh. Hàng kinh thích nhưng hả? Đang định mà gọi rượu đón taxi đi nhưng mà thôi. Mai đi xe buýt được mà.